Trời ơi. Ôi cho anh mượn em. Wow. Ồ còn nóng luôn á cả nhà. Đây. Ồ, cứ khoảng nửa tiếng 1 tiếng là bên quán lên một mâm vậy. Ồ. Hôm nay mình sẽ ăn bún cá Châu Đốc An Giang nha. Đó. Là mình đã bữa giờ mình thưởng thức được 4 món về cá rồi. Thôi. Cô cá này là mình rút ở nhà hay là người ta giao cho mình là rút xương luôn rồi cô? Không, cái này tự chị rút á. Ồ, tự cô rút luôn hả? Ừ. Tụi đâu có làm cho mình, ta giao nguyên con hả? Dạ. Ủa, người ta giao nguyên con cá luôn. Ta chỉ làm sơ thôi, về mình làm. À, cái đầu cá thường thì loại bự như này. À. Ở đây chị gán quán chị bán bình dân là có 70 thôi nè. 70 một cái. Cái này với tô bún là 60. Cái đầu này cái này với tô bún 60, còn cái này là 70 nè, thấy không? Thì cái đầu này là cái đầu size nhỏ nè. Còn ở bên kia thấy mấy cái đầu rất là to luôn kìa. Đó là bên đó là 70 75. Quận Nhất, Tân Bình rồi qua rồi nói chung là Long An rồi nữa. Rồi. Ta lên ta mua. Dạ. Ta mua mấy cái phần ta đem về vậy đó. Còn cá này là kiểu như cái màu này là của nghề hả con? Nghề á, nghề tôi á. Ồ. Vậy 80. Vậy là 80 hả? Ừ. Ồ, đó, 80 có cả nhà. Mà muối ớt này thì trời ơi không thể thiếu chanh rồi. Rồi nghe cái tiếng mà cái đũa nó đụng vào hột muối là mình đã thấy thèm rồi. Ê. Đây. Luộc cá mà chấm với muối ớt đúng không cả nhà? Với lại cho mình hỏi là ở quê của cả nhà thì món này thường là người nào sẽ ăn? Ví dụ như người lớn hay người bé hay là phụ nữ? Và mỗi lần ăn như vậy thì phải uống bao nhiêu ly rượu? Rồi mời cả nhà nha. Không còn mùi tanh của cá luôn. Nó hơi rang béo. Cánh rang rất là thơm. Và có mỡ. Mỡ cá. Nhìn đã ha. Thấy thịt chắc không cả nhà? Không rớt không nè. Đang ăn mà trời mưa nữa mát mẻ quá. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Funny Hùng đây. Cả nhà ơi, vừa qua thì mình cũng mới quay một cái quán bánh canh cá lóc. Và nói chung là cũng là một cái mở màn cho cái việc mà mình đi quay những cái món về cá. Tại vì trước đây á, thì mình làm clip ẩm thực nhiều. Nhưng mà mình ít khi nào mình quay về cá lắm nhà. Tại vì những cái clip về cá thường là mình suy nghĩ trong đầu là sẽ ít người coi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ thử mình phá vỡ cái quy luật đó coi. Để coi coi có nhiều người quan tâm đến cái món cá hay không hả cả nhà. Và món mà hôm nay mình giới thiệu cả nhà tiếp đó là chính là món bún đầu cá lóc. Bún này ở miền Tây nha, không phải là bánh canh cá lóc như hôm bữa mà là một món xuất phát từ miền Tây. Miền Tây ở tỉnh nào thì mình cũng không rõ nữa, nhưng mà để mình vào trong mình hỏi thử coi. Và cái quán này thì bây giờ này là đã bán qua một giấc rồi, bây giờ chuẩn bị lên tiếp, chuẩn bị lên thêm đồ ăn nữa, thì bây giờ mình sẽ vào trong để giới thiệu cả nhà nha. Rồi lên nữa rồi kìa đó. Em thấy cá ở đây có màu các loại nghệ đúng không? Đúng rồi. Em thấy nha, nào giờ anh ít đi quay cá nhưng mà được bây giờ em mới phát hiện ra là cá ở mỗi nơi đều khác nhau. Ví dụ như ở Huế thì người ta sẽ làm cá như thế nào, hoặc là ở Sóc Trăng nè cũng khác nè, rồi bún mắm cũng ăn với đầu cá. Cà Mau là khác nhau. Còn bún cá Châu Đốc là khác nữa nha. Nó không phải là bún mắm, nó không phải nó nấu từ mắm đâu. Hôm nay mình sẽ ăn bún cá Châu Đốc An Giang nha. Vậy là mình đã bữa giờ mình thưởng thức được 4 món về cá rồi. Địa chỉ đây là số 12 đường Trương Phức Phan. Dạ em chào chị nha. Chào em. Wow, ở đây em thấy mình có bông điên điển nữa chị. Bông điên điển, bông lúc, giá, dầu muối, dầu chuối. Dầu chuối. Tại vì cái bông điên điển này cả nhà là bán bên bún cá nhưng mà không phải chỗ nào cũng có đâu. Vậy có phải là chỉ có bún cá ở An Giang, Châu Đốc của mình mới có cái bông điên điển này không chị? Đâu cũng tùy theo chỗ, có chỗ nó đâu có bỏ đâu. Nên là chị của chị có dầu với Châu Đốc thì bỏ giá, dầu muối. Muối, còn này chị phổ biến này có dầu nhúc. Dầu nhúc, ở đây là có dầu nhúc nữa. Chỗ đi chị đi còn này của chị trộn làm xong rồi trộn đầy đủ hết luôn. Trộn đều hết. Ồ, cái đầu này là mình cứ bán hết rồi mình lên hết rồi lên hả chị ha? Hết mâm là lên, có ăn không á. Dạ. Còn cái này có phải là rút xương sẵn luôn không chị? Chị của chị rút xương sẵn luôn. Là cho bé hoặc là cho người lớn tuổi ăn nó dễ hơn. Dễ dàng nữa. Dạ. Cái này mình quán mình bán được bao nhiêu năm rồi? Tầm cỡ 6 năm hơn rồi đó. Vậy hơn so với bún bình thường đúng không chị? Bún này là chị bán bún cá là, còn nếu mà bún bò thì còn bún nó sẽ bự hơn. Dạ. Còn nếu mà bún thịt nướng thì còn bún nó sẽ nhỏ nữa. Dạ, dạ. Đúng rồi. Bún này là cỡ như sợ bún riêu quá. Nhưng mà này bún cá là mình đâu có nấu với mắm đâu chị ha. Không, bún cá này của anh với chị không có nấu mắm. Đó. Không biết là cái nước lèo bún cá này thì nó khác như thế nào so với những cái nơi khác anh ha? Ừ. Bởi vì các tỉnh đó sẽ có một cái đặc trưng riêng. Ở đây mình bán từ mỗi nấu nó mỗi kiểu khác nhau. Đúng rồi, mỗi nấu mỗi kiểu. Chị nấu theo kiểu không bỏ mắm. Không bỏ mắm. Cái dạng kiểu của bỏ mắm là cái kiểu bún Sóc Trăng á. Trên thì có bỏ mắm, có loại không mắm cá họ làm bỏ mắm, còn này anh với chị không có bỏ mắm. Cái này chị nấu theo tỉnh nào? Cái này là bà chị bỏ học lớn thì bà bán. Giờ thành công mà bán 5-6 năm nay thôi. Chứ ý là học theo chị nấu kiểu của Châu Đốc. Châu Đốc à, bún cá Châu Đốc nổi tiếng lắm á. Này nước lèo nè. Cái này là tô bình thường nè, bình thường 30. 30. Có phải là ăn với rau răm thì nó sẽ thơm hơn đúng không chị? Nó sẽ với rau răm nó vừa dễ được bán mùi với nó thơm hơn, tăng cái vị thơm lên nữa. Này là cá không có tâm. Mà ở đây chị cái vị đồ làm kỹ lắm. Dạ. Ở đây ăn đầu nó cũng nghe tanh luôn á. Dạ, nhiều rất nhiều người là khen là đầu nó cũng nghe mùi luôn. Thường ăn cá là người ta sẽ sợ mùi tanh á. Ở đây mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Sáng độ 10 giờ là có. 10 giờ là quán có sẵn vô ngồi ăn luôn. Có khi xong sớm nhưng mà đút đi đúng 10 giờ bảo đảm mình có ghế bàn ngồi đầy đủ sẵn hết. Nè đây bà chủ đây nè. Dạ chào cô. Đó, chị em trong nhà làm không à? Mấy chị em mình bán 10 giờ là có nhưng mà tới mấy giờ thì hết. Nó vô chừng lắm, buôn bán thì vô chừng lắm. Bây giờ nó trung bình đi. Tới cũng chậm chạp. Thường thì là 5 mấy 6 giờ. Thứ 7 chủ nhật thì anh chị được lợi nhuận thứ 3 thứ 4 3 4 giờ hết. Cái lượng đầu cá nhiều vậy em nghĩ mình phải lấy chợ đầu mối. Không, cái này không có lấy chợ đầu mối, cái quen của chợ thường thôi chứ đậu mối cũng chưa chắc cũng ngon. Cái này là mình lấy mối gần ở đây, cá nó cắt ra gần đây vào là tươi, gần nó tươi luôn. Đó. Tươi luôn. Cái cũng chưa chắc có mối ngon mà lại tươi nữa. Chứ tại khoảng đường nó xa, cái này là gần chợ thì người ta giao mối là tươi luôn. Ở này mình lấy thì mình làm từ sớm hả chị? Trời ơi, chị cực lắm á, 3 giờ mấy là vậy mừng rồi đó. Chị lợi phụ là cho 6 mấy 7 giờ chị mới lợi chứ bỏ 3 giờ là phải tỉa đầu, cắt mang, cắt mổ ruột, ngâm đồ này kia nữa. Đó, làm từ sớm đó. Cái này là cách là chị phải tự làm hết luôn không chị hay là người ta sẽ bận trước cho mình? Là gia đình tự làm hết. Cá là toàn bộ gia đình tự làm hết trơn. Mà ở đây em thấy chị cũng hay một cái là cái cá rút xương này nè. Cá rút xương. Các bé ăn cái bé cũng thích nữa nha. Này gãy rồi là mua cái gì vậy? Đây cô chủ nè. Chào cô nha. Cô cá này là mình rút ở nhà hay là người ta giao cho mình là rút xương luôn rồi cô? Không, cái này tự chị rút á. Ồ, tự cô rút luôn hả? Rất là khéo ha. Không vào lắm luôn. Đâu có làm cho mình, người ta giao nguyên con hả? Người ta giao nguyên con cá luôn. Ta chỉ làm sơ thôi, về mình làm. Trời ơi, vậy là một ngày cô cũng bán rất là nhiều cá luôn á. Bún nước lèo cả nhà. Ở đây con thấy là mình chỉ có cá với lại đầu cá nữa cô. Mình không có thêm món nào khác. Nào khác thì có thịt với đậu vậy đó. Có một số nơi là người ta có bán thêm thịt nữa cô ha. Khách đến đây người ta có gọi đầu cá ăn nhiều cô, ví dụ như 10 người thì mấy người gọi? Đa số khách tới đây là ăn đầu cá nhiều lắm. Em bé này có phục vụ quán vệ sinh nó quay nó cứ quay nó cứ chọc ra ngoài. Bởi vì khách lạ lại đây ăn đầu cá của chị cái bắt đầu ta về tới giới thiệu bạn bè lại ăn nữa vậy đó. Miễn ăn vô miễn hai vô đây ăn xong cái giới thiệu bạn lại. Ví dụ như một tô bún nè với lại một cái đầu cá thì giá bao nhiêu cô? Tùy theo đầu nhỏ nữa 60, 65, 70, 75 cũng có. Tùy theo đầu nhỏ đầu lớn. Ví dụ một tô mà tô bình thường là 30 nè, mình gọi thêm một cái đầu cá nữa thì là 89, tổng cộng là 890. 80, 85, 90. cô nói là do cũng mua ở nhiều chỗ cả nhà, cho nên là có khi chỗ này giao đồ nhỏ, chỗ kia giao đồ to, nên giá nó sẽ khác nhau. Ở đây giá quán chỉ bán bình dân là có 70 thôi nè. 70 một cái. Cái này với tô bún là 60. Cái này với tô bún 60, còn cái này là 70 nè, thấy không? Đó. Cả nhà thấy nó cái tùy cái kích cỡ ha. Yên tâm không có tâm. Ví dụ mà lỡ cứ khi nào đầu cá nó bị bột mềm cá, nhiều khi người ta đưa mình á. Dạ. Rồi tôi nói là chị đổi cho cưng đầu cá khác vậy đó. À, bao đổi trả. Bao đổi trả. Cô bán đây thì cái khách ăn của mình là chủ yếu là ai cô? Nhiều lắm, vòng vòng thành phố luôn, những cái quận Nhất, Tân Bình rồi qua rồi nói chung là Long An rồi nữa. Rồi. Người ta lên, người ta mua mấy cái phần người ta đem về vậy đó. Dạ. Nhiều lắm, hồi xưa bán đắt nhiều lắm, bây giờ người ta ra nhiều cái nó bớt lại chút. À. Nhưng mà khách quen của mình đang quen, người ta vẫn ăn của mình. Hồi xưa là bán không kịp, bán hoài. Với đây con thấy là mình bán á cô, là cái cá mình có thêm cái hành phi hả cô? Ừ, sả phi á, sả tỏi ha. À, sả với tỏi. Còn cá này là kiểu như cái màu này là của nghề hả cô? Màu nghệ tươi á. Ở đây cái nhà mình thấy nè, cái mâm này nè, thì cái đầu này là cái đầu size nhỏ nè. Còn ở bên kia thấy mấy cái đầu rất là to luôn kìa. Đó là bên đó là 70 75. 70 75 mà mình đã bao gồm bún luôn chưa? Bún luôn. Rồi đó. Dạ. Lát nữa mình gọi ra mình cho cả nhà xem bên đây một phần 70 75 nó thế nào. Còn cái nồi nước lèo này chắc cũng phải 50 lít hả cô ha? Cô cho con hỏi cái nha, là một số nơi người ta có bán thêm với thịt rồi các loại đồ ăn khác nữa, nhưng mà sao bên mình không chọn cách đó cô? Tại vì mình thấy ăn gì chính thực, kiểu hồi xưa ăn thanh đạm, cái gì người ta chế ra, người ta để tôm với thịt rồi nó quay rùm lum. Ở đây bán chỉ có vậy thôi, không có chế thêm. Cô nói là cô bán theo giống như nào giờ vậy rồi ha. Dạ. Thích cá thôi, đúng rồi á. Một số người ta chỉ thích ăn cá, ăn thịt nhiều người ta cũng ngán á. Đó cho nên là cô chọn bán cá không thôi. Rồi cái đầu ra luôn nha. Thịt quá trời luôn á cả nhà. Cái đầu này đầu lớn. Rồi. Nóng nha. Cô phải làm sao để nó không có bị rớt thịt đó. Tính ra nó cũng chắc ghê đó cô. Đầu cá cũng chắc ghê đó. Nước lèo. Khách này mua cái đầu cá không hay sao ạ? Khách này mua bún đầu luôn. À. Bún đầu này là 70. 70. Nấu ở trong nữa đó. À, cứ hết á là mình sẽ thêm. Khách đến đây cũng hay mua cái đầu cá mang về vậy nè cả nhà. Trung bình một ngày là mình bán bao nhiêu cái đầu cá cô? Bởi vậy là cô phải lấy của nhiều nơi. Chứ mà một người tiểu thương bán cá thì không đủ đâu. Dạ. 3-4 người luôn. Dạ. Khách thường đông nhất là vào giờ nào cô? Từ bữa đông hoài ra ra hoài hết sớm, hoặc bữa nào mà ra gái thì ít trễ hơn chút. 4-5 giờ hết, có khi 6 giờ hết vậy. Chắc là tầm giấc trưa là đông khách nhất cô. Cái đầu cá này cô là bên trong vẫn còn luộc luôn. Lấy mật luôn chưa cô? Lấy mật cứ được sạch sẽ luôn á. Dạ. Nhưng mà còn ruột, còn gan rồi mà đi hả? Đặc biệt cái là có thêm cái rau bông điên điển á. Bông điên điển với rau nhút. Cái món bông điên điển không phải chỗ nào cũng có đâu á cô. Đây, cá nè. Kiểu như khách ăn đó thì cá là sẽ để trong cái tô bún không, còn cái đầu là phải để tô riêng cô ha. Đầu để tô riêng. Dạ. Đó cô làm cho con hả cô? Dạ. Giờ thêm cái đầu nè. À, cái đầu cô bỏ vô luôn rồi hả? Bỏ vô ngâm cho nóng lại nè. Dạ. Ô, có một cái bộ lòng. Mùi nghề đó cô ha. Mùi nghề thơm quá. Đọc lên luôn đi nè. Cho nó quảng cáo thì mình luôn á trời. Cái gì chị, món gì? Tô thịt cá với cái đầu gì luôn mà bao nhiêu tiền. Ờ. Được á, đúng rồi, để người ta biết á. Ví dụ như cái đầu này nè. Vậy 80. Vậy là 80 hả? Ồ. Ừ. Ồ, vậy là trong tô này là có cá luôn chứ. Mới đầu mình cứ nghĩ là bún không. Đúng đó. Đó, 80 có cả nhà. Nếu mà bún không là 60. À. Bún không với đầu cá là 60. Đó, mà có thêm cá này nên là lên là 80. Trời ơi. Ôi cho anh mượn nè em. Wow. Ồ, còn nóng luôn á cả nhà. Đây. Ồ, hấp dẫn ra luôn. Cứ mình thấy cứ khoảng nửa tiếng 1 tiếng là bên quán lên một mâm vậy. Rồi bây giờ để vô nha. Nè em để vô đi. Để cái vị trí này mới đúng. Ồ. Cái mâm nó còn nóng luôn em. Mới làm. Trời, đẹp quá ha. A few moments later. Các em ơi, cái nước chấm ở bên đây á là sẽ có hai loại, một á là mắm me nè, còn hai á là muối ớt. Mà muối ớt này thì trời ơi không thể thiếu chanh rồi, đúng không em? Đúng rồi. Mà anh có thấy cái màu của muối ớt này á nó khác cái muối ớt bình thường không? Cái màu cam. Là người ta đã rang lên luôn rồi. Rang muối lên. Với này muối hột nữa. Rồi anh thấy muối hột mà rang lên là hột muối nó cắn ra nó mặn lắm. Nhưng mà nó đậm đà. Rồi nghe cái tiếng mà cái đũa nó đụng vào hột muối là mình đã thấy thèm. Wow. Ừ, nhiều ớt quá. Này thêm muối không? Chị chủ bán này nè, chị rất là nhiệt tình. Chị nói là em ăn thử cái mớ bên chị đi. Bảo đảm không ở đâu có hả? Chị đó là rất là đặc biệt luôn, là anh cứ chỉ làm luôn á. À, muối ớt nhà làm nha. Đó cả nhà coi á, một tô như vậy với lại một cái đầu cá là 80. 70 hay 80. Thì cái tô này có thịt cá luôn. Cho nên là nếu mà ăn không á là ăn bún không với cái đầu cá là 60. Còn nếu mà này có thêm thịt cá lóc, cá phi lê về nữa thì là 80. Giờ mời cả nhà thưởng thức món bún đầu cá Châu Đốc nha. Mời cả nhà. Chúng ta đi An Giang rồi. Hôm bữa mình đi từ Huế xong về Sóc Trăng, Cà Mau. Giờ mình lên lại An Giang, dọc lên An Giang. Mới đầu á, mình ăn cái bún vào, chỉ có bún không thôi, chưa có trắng cái rau răm á, thì nó có một cái mùi đặc trưng của món cá lóc này nha, cá lóc đồng. Nhưng mà không, cái này là nuôi rồi nhưng mà nó có cái mùi đặc trưng của cá lóc á. Nhưng mà mình cắn cái đầu răm ra thì mùi thơm lan tỏa. Rau bông điên điển. Ai mà thèm cái bông điên điển này thì quán này có bán nha. Còn có thêm rau nhút nữa nè. Này rau nhút là mấy cái này. Đây nè. Đó. Rồi, ăn thôi. Rau nhút á, nó nhìn nó cũng lạ lắm. Nó có một cái lớp mà bao quanh cái thân của nó nè. Cái lớp màu trắng trắng anh biết không? Không biết. Không biết à? Chắc anh chưa thấy rau nhút ở ngoài. Ăn rồi chứ. Nhưng mà cái rau nhút mà anh ăn á, nó chỉ có cái thân thôi. Đúng rồi, cái thân bao quanh nó là mà nó ăn được. Mới bỏ, nó là bao quanh màu trắng. Như là một cái lớp áo gì đó. Dày lắm. Hồi đó anh có ăn một cái tiệm mà canh bún thì người ta có bán rau nhút á, người ta cắt cái khúc này nè. Đó, mà chỉ có cái này thôi chứ không có cái lá luôn á. Một số quán người ta có nét riêng thôi. Nhưng mà cái này nếu được mình thêm với cái mắm này. Thêm vào nó ớt ăn cho cay cay. Công nhận ăn với cái rau đúng chuẩn miền Tây ha, bún miền Tây. Đây cái là nhiều rau lắm không? Em thấy miền Tây nhiều rau lắm nè. Chỉ cần trồng xong rồi ra vườn hái thôi. Nhà em cũng có rau. Ê, không chấm vài được không cả nhà? Thôi mà cả nhà, chua, đầu tiên là chua rồi tối mặn. Thịt cá rất là thơm mà ngọt nữa nha, cay chứ. Nhưng mà phải nói miếng cá mình ăn vừa rồi rất là đậm đà, ok. Trong lúc đó mình phải ăn thêm với cái này cả nhà ơi. Ôi cái đầu không cái nước này, nước này nó vị nó ngọt, nó trong lắm luôn em. Cả nhà biết á, cá này là khi mà cô lấy về là cô lấy nguyên con xong rồi ở nhà làm luôn, cho nên rất là công phu ha. Đâu bây giờ mình thử chấm với cái mắm me coi. Ồ, nó bị rớt rồi nè. Ngon, với lại có mùi me, không thấy chua luôn. Cái mắm này đúng ngọt luôn, đúng kiểu người miền Tây nấu ngọt luôn á. Miền Tây á là giống như nhà em á, là ngoài cái việc mà bỏ đường vô á, còn nhiều khi bỏ sữa đặc nữa chứ. Nước chấm đúng không? Đúng rồi, nước chấm và bỏ sữa đặc nữa. Như ăn dưa ớt nè, dưa ớt cũng có sữa đặc nữa nha. Người miền Tây rất là nhiều nước chấm. Cả nhà ơi, mình ăn cái món này á, mình phát hiện ra một cái là trong cái nước á có thêm cái sả nữa, cho nên là cái nước lèo nó cũng có mùi thơm thoang thoảng của sả cả nhà. Bây giờ mình rẽ cái này ra nha. Rồi. Này là trên cái chóp đầu của nó nè. Rồi cái này chấm với muối ớt ha. Hết bài luôn. Ngon quá, y như ăn thịt gà chấm muối ớt nữa. Không, công nhận muối ớt đây hương vị đậm đà thiệt. Nhưng mà cả nhà cẩn thận cái đầu vẫn còn xương nha. Bạn đó đây quá. Thịt rau sống là gì? Khi ăn cá là mình phải kiểu có thời gian nhâm nhi ha. Bởi nói á, ăn thử thách á, mà ăn cá là thua. Kiểu mình ăn nhanh á, mà ăn kiểu đó là thua liền. Thử thách ăn 10 cái đầu cá. Rồi em, cả nhà ơi, mình lật cái này lên á, cái cá nó rớt ra luôn nè. Bộ cá này nói chung là cái bộ đầu lòng nó còn đầy đủ, chỉ là không có cái mật thôi. Lưỡi nè. Cái lưỡi ăn được đúng không anh? Đúng. Chắp á, cái này mình chắp. Lưỡi là người có xương. Thì cái lưỡi không thì nó cũng có một số cái nó giòn á, giống như gân vậy á. Mình ăn cái này coi. Bộ lòng nè. Bao tử. Này chắc là hết xương rồi. Cái này cả nhà chấm vậy đúng không? Kiểu như luộc cá mà chấm với muối ớt đúng không cả nhà? Với lại cho mình hỏi là ở quê của cả nhà thì món này thường là người nào sẽ ăn? Ví dụ như người lớn hay người bé hay là phụ nữ? Và mỗi lần ăn như vậy thì phải uống bao nhiêu ly rượu? Rồi mời cả nhà nha. Thường giống như hồi xưa mà ăn gan á anh, là người lớn họ hay nói là con nít không có được ăn gan, chỉ có người lớn mới được ăn thôi. Đúng rồi, nó tùy vùng miền. Trời ơi, không còn mùi cái tanh của cá luôn, nó có gan béo, cắn gan nó rất là thơm và có mỡ cá. Hết nước chấm rồi. Quảng Đông rồi luôn. Cái miếng vừa rồi mình ăn một thời gian á, mình cũng có kinh nghiệm, mình lấy cái ruột cá ra để cho nó không bị dính xương. Ăn miếng không có xương nữa. Nhai hết luôn rồi. Bông điên điển. Có bài hát về bông điên điển á. Nói chung đây cũng là món thích hợp để mà khi cả nhà lâu rồi á, không ăn cá, ăn thịt nhiều quá thì mình có thể chuyển qua mình ăn cá ha. Cá cho nó cân bằng với dinh dưỡng và nó cũng làm cho mình đỡ ngán nữa. Mắm mèo. Ba mẹ em đó hả, là ở dưới quê là ăn cá không luôn á. Nếu mà con cái không về là ăn cá không? Thì là không có, mình về hoặc là nhà mà đông là muốn mua thịt về ăn thôi. Wow. Giữa hai cái nước chấm á thì anh vẫn thích chấm cái này hơn. Muối ớt hơn. Đó, muối ớt. Anh thường nha, cá nướng nè, hoặc là cá nấu canh á, anh chấm muối ớt được luôn á. Cá nướng chấm muối ớt thì cá thui rơm á, cá nướng chấm muối ớt. Rồi cái miếng này thịt của ông rồi. Đó. Nghe không? Nè cái gan này không? Phải không? Con bảy gan nó thịt. Nó bị người ta đánh cho bầm tím rồi nó mới chết. Cho nên là thịt đó nó hơi bầm đen. Bị đập đầu. Dùng thói thịt nó rất là chắc, ăn thịt không bị bở và đặc biệt là không có tanh nha. Ví dụ con cá này á là nó có cái cục máu tanh đó. Mình sẽ phải lấy ra đúng không? Phải lấy ra cái cục máu tanh đó mà vẫn còn, trời ơi nó khủng khiếp lắm luôn. Cả nhà mà ai biết cái cục máu tanh của con cá nó nằm ở đâu? Thì anh lại biết không? Sao biết được? Mình có bao giờ làm cá đâu. Ngay đây là cái gì của con cá. Anh mới ăn một cái rồi. Nè, cái dài dài nè. Cái hạt dưới không? Chắc vậy quá. Cảm vô. Nhìn đã hả? Chấm ngập luôn. Thấy thịt chắc không nè, không rớt không nè. Thịt rất là chắc. Đang ăn mà trời mưa nữa mát mẻ quá. Bước vào mùa mưa rồi, cả nhà ra đường nhớ đem theo áo mưa. Thịt này nó đen đen nè. Không lẽ đúng như em nói ta? Bị đánh hả? Bị đánh. Còn cái gì của cái đầu, à cái lưỡi. Trời ơi sao bỏ qua được cái này. Cái lưỡi thì mình ăn chữa là mình chắp thôi. Nè ngay khúc này thì nó giòn nè. Khúc này nữa nè. Chấm vào nha. Ăn cái lửa thử xem có cảm giác đang hôn một con cá không nè. Có cháo lòng, cháo lưỡi heo, con này là lưỡi cá. Cái lưỡi này hả? Nó vừa giống như thịt cá. Nó vừa giống thịt cá mà nó cũng vừa giống cái bộ phận mà gan với bao tử của con cá cả nhà. Ôi mưa rồi. Mưa này kiểu như không có phải mưa ào ào ầm ầm ha. Mưa dễ chịu. Mưa dễ thương. Nhưng mà tới lúc mình đi về là không cần hết mưa. Chứ tới lúc đó mà còn mưa là thấy hết dễ thương. Trời, mùa này là mấy người phơi đồ cực á. Đúng rồi. Người phơi cả ngày cũng khô. A few moments later. Ăn một tô bún đầu cá lóc đúng chuẩn Châu Đốc miền Tây luôn. Thì trong một cái thời tiết mưa như vậy cảm giác rất là dễ chịu. Thì một quán bún cá lóc mà mình bún đầu cá mình muốn giới thiệu cả nhà nằm ở trên đường Trương Phức Phan. Ở bên này là khu vực quận Bình Tân nha cả nhà. Ở bên đây thì mình cũng ít đi qua nhưng mà bữa hôm tình cờ đi ngang qua mình thấy cái tủ đồ á, mình nhìn nó hấp dẫn với lại cái lượng khách nó cả nhà cũng đông lắm. Cho nên giờ đang được chút trưa nè, cho nên mình nghĩ là cái chất lượng ăn ở đây nó cũng phải thế nào để mới đông khách như vậy. Và khi mình vào ăn trải nghiệm thì mình thấy đúng là thịt cá, đặc biệt cá rất là không có mùi tanh. Tại vì khi người ta ăn bún cá thì đặc biệt là cái mùi tanh đó, nếu mà có thì nó sẽ rất là không ngon miệng. Nhưng mà ở đây là những người mà chủ làm món này á, thì người ta cũng biết được cái bí quyết là cái cục máu đông á, người ta cũng phải lấy ra đó, cho nên là thịt cá chất lượng rất là ngon. Còn những cái miếng mà thịt cá được lóc phi lê cũng vậy, được có thêm một ướp thêm một cái mùi của nghệ nè, rồi sả, mùi sả thơm thoang thoảng đó, mình ăn kết hợp với lại món bông điên điển, rồi rau nhút, toàn những món rau mà đậm chất miền Tây ấy, cả nhà thấy không? Trong một thời tiết trời mưa như vậy thì mình cảm thấy là rất là nhớ về những cái gì mà thuộc là kỷ niệm, chút kỷ niệm ùa về đó. Nên có dịp cả nhà hãy ghé qua số 12 đường Trương Phức Phan, quận Bình Tân để trải nghiệm món bún đầu cá Châu Đốc ở đây nha. Nếu các nhà thấy clip hay đừng quên cho tụi mình một like, một share cũng như là một lượt đăng ký để clip được tương tác nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye.